podcast. Đây video. Đây báo cáo anh em là đang lên quả chùm giá trị đỏ thứ hai, cắt từ cục 130 cân. Đây được một em từ quý ạ. Để bà con và các bác cô chú các chị xem cũng rất là mất công mất việc để đứng quay hít bụi. Và đối với dòng gỗ thơm này thì hít bụi nó không mũi, nó không như là gỗ hương có cẩm sắc. Đang các chị tiện thơm rất là thích. Với hai lý do, thứ nhất là nó thơm, nó không cay thẳng. Gỗ hương, gỗ cẩm thì nó bụi mù này nó rất là đây cho tôi đang quay cách bác sợ khoảng âm thanh trung thực, hình ảnh sắc nét. Đây liền lắp liền đế luôn này. Ai chỉ có cổ kia thôi. Ok con gà đen nhỉ. Úi giời. Mất nhiều lắm. Đây vào này 3 4 phân. Thế để lệch đi anh, lệch tâm. Cho lệch tâm đi thì nó đỡ mất gỗ nhiều. Đấy. Hôm nay không uống rượu làm nó cũng khác nhỉ. Này được ngủ nữa. Rượu làm nó mới phồng bánh. Ừ, mông. Gỗ đang tiện ngang không tiện dọc. Oh my god.
phía đế luôn này. Cần nhức lách luôn. Nhận còn được 28 30 hơn. Đủ quá. Trồng cây. Trồng cây. Đây cái này như cà phê hả? Tiệm bình thất bại thì mang trồng cây. Bình nó hoàn hảo, chơi thì các bác thấy là nó rất là vất vả, tiện đi rất là nhiều gỗ. Nhưng mà nên trong nghề mà khi mà cái bình nó bị lỗi là chỉ có cách là mang đi trồng cây, dây rừng. Thỉnh thoảng nó vẫn đòi cái phần sẵn. Cái này trình độ tiện lên tay ấy nhỉ, không biết khía chết. Không biết khía ba chân nha. Okay, yeah.
vẫn còn. Gần ok rồi đấy. Được 28 thôi. Thank you.
Ok, con dê chưa? Cũng rồi, anh xoay vòng này. Cho tí nữa là hết cái vết kia. Hai vết rồi. Không hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Bây giờ thì sẽ là công đoạn mài và quên đánh giấy giáp. Gỗ đỏ như từ đảng. Chỉ ăn mỗi ở đoạn giữa đấy được. Vẫn để vớt xuống đấy. Nó không có màu. Dáng bình này cũng đẹp đấy. Như bình gốm. Cho một cái gân cổ đấy. Gân nó bảo là nó chắc. Sơn nó là gỗ. Vẫn này khó. Ồ, chơi hẳn lại. Hàng khủng này. Sau này công tác khò để cho nó khô đi, đánh giấy ráp cho nó dễ. Thì gỗ nó nhiều dầu nó sẽ ướt. Tiền bác thợ sẽ chít những cái phần lứt liếc dịa gỗ. Trời như súng phun lửa.